Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Hưng Yên vừa tổ chức chung kết liên hoan nghệ thuật thanh niên hè năm 2022. Tham dự liên hoan lần này có 38 tiết mục đến từ 19 đoàn cơ sở. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, 38 tiết mục biểu diễn tại chung kết liên hoan nghệ thuật thanh niên thành phố năm 2022 đã được các diễn viên vũ công không chuyên đem đến cho đông đảo người xem các tiết mục đặc sắc, có chất lượng nghệ thuật cao, ca ngợi hào khí cách mạng, anh hùng và vẻ đẹp của quê hương Hưng Yên. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc nhất toàn đoàn cho đoàn phường Quang Trung và 3 giải nhất cùng nhiều giải khác cho các đơn vị tham gia.